Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và các kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy vậy phép rửa của ông doan do đâu mà có do trời hay do người ta họ mới nghĩ thầm nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại thế sao các ông lại không tin ông ấy còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông doan là một ngôn sứ Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy. Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Ông bà anh chị em thân mến, bài đọc 1 ngày hôm nay trích từ sách dân số thuật lại cho chúng ta thị kiến của ông Bileam. Ông Bileam trong thị kiến đã loan báo rằng một vì sao sẽ xuất hiện từ gia cóp vì sao này muốn ám chỉ đến một vị vua quyền thế và hiển hách sẽ xuất hiện từ nhà gia cóp israel ở đây bản văn muốn nhắm đến vua david và nền quân chủ thời david vua gắn với quyền và hãy làm vua thì lập tức ngay tức khắc vị đó được trao kèm theo một quyền bính và cựu ước chỉ hướng nhìn đến quyền bính của trần thế quyền bính gắn liền với một chức vị chức vị càng cao thì quyền càng lớn bây giờ chúng ta tiếp tục bước sang bài tin mừng Bài tin mừng theo Thánh Mắc Thêu ngày hôm nay chương 21 câu 28 đến câu 32 Chúng ta trở về bối cảnh của đoạn tin mừng chương 21 Bối cảnh của tin mừng Mắc Thêu chương 21 là gì thưa ông bạn chị em? Đó là mô tả việc Đức Giêsu vào Jerusalem với tư cách là đấng Messiah Và sau cái việc sau cái biến cố mà Đức Giêsu vào thành Jerusalem một cách vinh quang như thế thì ngài tiến vào đền thờ. Và như chúng ta có đọc Tin Mừng chúng ta biết rồi đó, khi Đức Giêsu tiến vào đền thờ thấy những người đang buôn bán đổi tiền trong đền thờ thì ngài đã đuổi những người đang mua bán trong đền thờ đó ra với câu nói rất thời danh là đừng biến nhà cha ta thành nơi trộm cướp. Và sau à, hai biến cố chính này thì những người thượng tế và các kinh sư mới hỏi Đức Giêsu về quyền bính của ngài. Ông lấy quyền nào mà tiến vào Jerusalem như một cách vinh hiển như thế? Ông lấy quyền nào mà đánh đuổi những người đang buôn bán trong thành, trong đền thờ như vậy? Như thế thưa ông bạn chị em với câu hỏi này của các thượng tế và các kỳ mục thì chúng ta thấy họ không thoát được cái nhìn hạn hẹp về quyền bính. Quyền bính ông lấy quyền bính nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Chúa Giêsu nào, Chúa Giêsu lấy quyền nào mà vào thành Jerusalem một cách vẻ vang như vậy? Chúa Giêsu lấy quyền nào mà đuổi những người mua bán trong đền thờ. Theo logic của các thượng tế và kỳ mục, để có quyền làm được những việc gọi là kinh thiên động địa như vậy, thì người làm đó phải có một chức vị rất cao. Đối với họ, để có một cái quyền to như thế, thì phải có một cái chức có thể nói là ngang ngửa, có chỉ có thể là một vị vua. Chỉ có vua mới có đủ quyền làm như thế và như thế Đấng Mêsia bị nhìn bị giới hạn trong nhãn quan chính trị trần thế. Đấng Mêsia là một vị vua có một cái chức thật to và một cái quyền thật lớn. Nhưng Chúa Giêsu không muốn à, dân chúng cả các thượng tế các kinh sư nhìn Đấng Mêsia hay nhìn sứ vụ của Ngài trong cái nhìn tật hoàn toàn trần tục như vậy mà ngài đã hoàn đã hoàn tất cái nhìn của cựu ước về chính ngài Chúa Giêsu chính là vì sao đích thật xuất hiện từ gia cóp bài đọc 1 của ngày hôm nay đó ông Bì-lê-am nói về một vì sao xuất thân từ gia cóp nhưng vì sao đó gần như dừng lại trong cái nhìn của cựu ước là dừng lại ở vua David Chúa Giêsu hoàn tất cái nhìn của cựu ước đó khi mặc khải chính ngài là vì sao đích thực xuất thân từ gia cóp vì sao đó hay nói cụ thể hơn đức Giêsu -xu xuất hiện là do trời do thiên chúa vì sao đó đức Giêsu đó chính là vua của ơn cứu độ vua tình yêu vua bình an chứ không phải vua của quyền bính của quyền lực. Thương bạn chị em, sau khi nhìn lại các bản văn lời Chúa, lắng nghe sứ điệp từ các bản văn này, chúng ta sẽ sống như thế nào? Lời tung hô tin mừng cho chúng ta chìa khóa để hiểu sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay. Lời tung hô tin mừng trích từ Thánh Vịnh 81 câu 4. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúa Giêsu đến để tỏ cho chúng ta thấy tình thương của Chúa Cha và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Mùa vọng là mùa chúng ta trông chờ Chúa Giêsu đến để tỏ cho chúng ta thấy tình thương của Chúa Cha và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đến phải không phải do tự ý Ngài hay do một cái thế lực chính trị nào, nhưng Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là Cha nhân hậu đã sai Ngài đến trần gian này để tỏ cho trần gian biết và hiểu tình thương của Chúa Cha dành cho nhân loại và ý tưởng thứ hai con xin gợi nhắc để ông bà chúng ta cùng có thể sống trong ngày hôm nay đó là chúng ta hãy ý thức tất cả những gì chúng ta có là từ thiên chúa ban chứ không phải do tự chúng ta có. Mỗi ngày mỗi sáng chúng khi vừa thức giấc chúng ta hãy dâng ngày sống đó cho Chúa vì ý thức rằng chúng ta được nhận một ngày sống từ Thiên Chúa Chứ không phải từ bất cứ ai, từ bất cứ thế lực, bất cứ con người, bất cứ quyền bính nào Mà một ngày sống trọn 24 giờ, từng hơi thở, từng công việc, từng nụ cười, từng ánh mắt của chúng ta Là do Chúa ban. Ước gì chúng ta dân trọn ngày sống của chúng ta để tôn vinh Chúa và để đón nhận một cách đầy tràn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, con của Ngài. Amen.